Sáng ngày 20 tháng 4, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có buổi tập nhẹ. Không khí của toàn đội khá thoải mái trước khi chạm trán với đối thủ rất mạnh là đội tuyển Futsal Thái Lan ở trận cuối cùng của bảng A, vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Khác với không khí có phần căng cứng sau trận hòa Myanmar, buổi tập sáng 20 tháng 4 của đội tuyển Futsal Việt Nam diễn ra trong sự vui vẻ và thoải mái, nụ cười thường xuyên xuất hiện trên khuôn mặt các cầu thủ. Cũng dễ hiểu khi mà đoàn quân của ông Diego Justozzi đã có chiến thắng quan trọng trước Trung Quốc, qua đó nắm thế chủ động trong cuộc đua giành vé tứ kết ở bảng A. Buổi tập diễn ra nhẹ nhàng dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên thể lực. Các bài tập chủ yếu cho các cầu thủ hồi phục sau trận đấu tốn nhiều sức lực cũng như căng thẳng trước Trung Quốc. Các cầu thủ cũng được chơi các trò chơi vận động đầy vui nhộn nhằm giúp tinh thần trở nên sảng khoái và thoải mái hơn trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp đội tuyển Futsal Thái Lan vào lúc 18 giờ ngày 21 tháng 4. Tâm lý thoải mái, sức khỏe thể chất của các cầu thủ cũng được đảm bảo tốt hơn bởi không ai bị chấn thương. Đội cũng bảo toàn được lực lượng cho trận đấu với chủ nhà khi không ai bị treo giò do thẻ phạt. Sau buổi tập, huấn luyện viên Diego Justozzi cho biết ông không lo lắng về vấn đề thể lực của các học trò sau hai trận đấu căng thẳng vừa qua. Vấn đề thể lực thì tôi có đánh giá đội có sự chuẩn bị tốt nhất ở châu Á. Tâm lý của các cầu thủ luôn hướng về chiến thắng khi mà trận sau luôn cố gắng làm tốt hơn trận trước. Thuyền trưởng của đội tuyển Futsal Việt Nam bày tỏ đánh giá về đội tuyển Futsal Thái Lan, ông Diego Justozzi nhận xét: Thái Lan là một đội bóng mạnh, đó là điều chắc chắn. Họ có bề dày lịch sử trong Futsal. Họ được chơi trên sân nhà. Thái Lan sẽ chơi trận cầu mở với chúng ta. Như thế sẽ tốt hơn cho Futsal Việt Nam vì chúng tôi ưa thích gặp những đối thủ có cách chơi như vậy, hơn là những đối thủ chơi phòng ngự thấp với số lượng đông cầu thủ. Trên cương vị cá nhân hay là tập thể thì họ vẫn là một đội bóng tốt. Làm sao để chúng ta khắc chế họ? Thì chỉ có cách là chúng ta phải hạn chế cách đá sở trường của họ. Ngăn chặn được thì chúng ta sẽ hướng đến với cách chơi như vậy, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Futsal Việt Nam cho biết thêm. Ông Diego Justozzi cho rằng thầy trò ông không thể ra sân với mục tiêu cầm hòa dù đội tuyển Futsal Việt Nam chỉ cần một điểm là đủ. Chúng tôi sẽ không vào sân thi đấu với tâm thế kiếm một điểm mà sẽ thi đấu nỗ lực và hết khả năng của mình. Chúng tôi có thể đẩy đội hình lên cao để chơi pressing. Điều này có rủi ro vì đối phương có thể ghi bàn vào lưới của chúng tôi. Tuy nhiên thì tùy thuộc vào tình thế trên sân mà chúng tôi sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp.